Ngày 21 tháng 9, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang vào cuộc kiểm tra thông tin về tình hình hoạt động của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Việt Nam Support có trụ sở ở số 266 đường Nguyễn Sinh Cung. Việc kiểm tra được Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành nhằm đảm bảo môi trường du lịch tại tỉnh này được an toàn, thân thiện và văn minh. Phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Trước đó, nhiều cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị phản ánh về việc họ được chi nhánh công ty này mời vào Huế tham quan du lịch hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khi đến Huế họ chỉ ghé thăm một số điểm miễn vé trong chớp nhoáng, được bao ăn, sau đó về trụ sở chi nhánh để nghe chào mời, giới thiệu các sản phẩm đồ dùng gia đình. Nhiều người đã mua hàng của chi nhánh công ty này như nồi cơm điện, bóng đèn. Nhưng khi mang về không dám dùng vì sợ không đảm bảo chất lượng. Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị sau khi tiếp nhận thông tin đã có văn bản cảnh báo và gửi các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết khi có những thông tin này, thanh tra đơn vị đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, khi đến địa chỉ đăng ký hoạt động của chi nhánh tại số 266 đường Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, thì cửa khóa, không một bóng người. Hiện chi nhánh này chưa có thông báo về tạm ngừng hoạt động. Chúng tôi đã mời đại diện chi nhánh công ty vào làm việc trong tuần tới, ông Hòa nói thêm. Tìm đến trụ sở chi nhánh công ty tại địa chỉ trên, bên ngoài cổng vẫn còn những tấm bảng giới thiệu về công ty, trong đó chủ yếu là các thiết điện bị gia dụng. Bên ngoài, tấm bảng cho thuê nhà đã được gia chủ treo lên. Vậy nhưng căn nhà 3 tầng, cổng khóa kín. Theo chủ ngôi nhà này, phía chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Việt Nam Support đã có hợp đồng thuê nhà 6 tháng và đã trả tiền trước. Tuy nhiên, khi mới thuê chừng 4 tháng để hoạt động nhưng hiện không còn người nào của công ty đến trụ sở chi nhánh để làm việc từ khoảng 10 ngày trở lại đây. Vì vậy, chủ căn nhà đã treo bảng mời thuê nhà. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Việt Nam Support tại Huế được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu vào ngày 26 tháng 6. Hiện chi nhánh này chưa có thông báo ngừng hoạt động. Do ông Đinh Hữu Đại, trú tại tỉnh Thanh Hóa, làm đại diện. Ngành nghề hoạt động chính của chi nhánh này là buôn bán đồ điện gia dụng, đồ dùng cá nhân, gia đình và mỹ phẩm. Ngoài ra còn có thêm ngành nghề là đại lý du lịch, điều hành tour du lịch và dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tour du lịch,